chị. Ơi, thôi. Chờ em lâu không? Chờ em lâu không hả? Lâu. Chị chờ được cả cuộc đời còn được mà. Trời ơi, hèn chi trong showbiz hay nói là luôn là người đàn ông ganh lăng nhất. Ủa mà nó nghe nè. Sao? Hình như trong bó hoa này em bị rớt cái gì hả? Đâu, có rớt gì đâu. Có không? Không có cái nhẫn cưới đâu. Ủa sao vậy? Thì thật ra là để có tìm một người bạn gái đối với Luân không phải khó. Dạ. Yeah. Nhưng mà gần như khá lâu đúng không? Chắc 4 năm rồi đó. Wow. Em bắt đầu em thấy nôn rồi đó. Những ngày đầu tiên mình mới chia tay ấy, thì mình nghĩ là mình còn tập trung cho công việc, mình chấp nhận chuyện đó. Cho đến khi năm thứ 2 thì mình kêu ô, mình quen với cái cuộc sống này rồi. Đến năm thứ 3, thứ 4 thì tự nhiên cảm thấy cô đơn á. Cảm thấy muốn có người bên cạnh, muốn đôi lúc em chỉ có một muốn một cái điều rất đơn giản thôi là ủa sao giờ này chưa về nữa, anh đang ở đâu.